Người thả người chết anh em ơi.
con lươn, ban lươn con cá lóc cá vớt nghe nè. Lươn cũng vớt luôn nha. Quá ngon. Ôi dạ. Đó ông nằm đây đó. Kẹ kẹ bọt kẹ lên cho bọt kẹ. Xích ra. Đây đó. Ông cá lóc luôn kìa. Ở anh nghe chỗ lên tem nè. Nó bọt nè, nó bọt nè. Chỗ lên tem thấy không? Đứng rồi, đứng đó cạnh đi, đánh đút cái vợt nó đây. Ờ. Này này, nào quay ha, nó vô đây mà. Đây nè. Từ 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 từ. Chờ bắt nữa. Lươn nổi lên nè. Ngay chỗ cái tim lần đó đó. Nổi nguyên cái đầu lươn bự chà bá luôn. Đó đó kìa, kìa nổi lên kìa đó đó đó. Trời ơi, thôi miếng nó vô ngay nó rồi. Sâu hả? Uổng. Đi nhẹ nhẹ nhẹ. Nhẹ nó nổi lên đó. Ờ. Vớt con ngay không nổi, vớt con sẹo. Đứng nó cạnh đi vậy, nó nổi đầu lên vớt nè. Nó mới ngay này nè. Từ từ đi. Đi nó nổi đầu lên là vớt được. Ở đó là ngon rồi. Hả? Đâu? Đồ bấu cái tay vô. Anh này anh vớt luôn tài tình luôn anh em. Lươn bị chói nước nghe anh em, chói nước nó lên. Lươn bị chói nước lên anh em ơi. Đó, con cá lóc kìa. Con đó vớt được hai con luôn kìa. Hai con luôn. Cá lóc này nè. Cá lóc này. Mẹ rồi, cái dòng hóm luôn rồi. Đi gì vậy? Đi ngay đó mỉa không à. Có lóc mày anh em ơi. Trời, chạy đi. Anh có cái gì không anh? Thuốc á. Thuốc thì đâu vô rồi.